bác sĩ trong vụ bà Nhân Vlog để lộ quá khứ muốn che giấu, Quỳnh Trần bị chửi vì lấy bé Sa câu view. Gần đây, cư dân mạng xôn xao trước ồn ào thụ tinh nhân tạo của vợ chồng Đức Nhân, còn được gọi là bà Nhân Vlog. Theo đó, nữ YouTuber gần đây đã về Việt Nam để thực hiện thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên mới đây, nữ YouTuber đã tố cáo một nam bác sĩ chữa hiếm muộn nổi tiếng là HT khi cho rằng người này làm việc không có tâm. Thậm chí, cô còn lên cả video thể hiện sự bức xúc, thậm chí là rơi nước mắt khi việc thụ tinh nhân tạo không được đúng ý. Tuy nhiên, bác sĩ HT cũng đã lên tiếng khẳng định bà Nhân Vlog không hiểu biết, diễn sâu, muốn làm miễn phí và thậm chí còn không chú tâm vào việc đi khám để có kết quả tốt nhất. Sau đó, bà Nhân Vlog tiếp tục lên các video đáp trả từng nhận xét của bác sĩ. Tuy nhiên, ngay sau đó, nữ YouTuber đã phải xóa những video này. Mới đây nhất, bác sĩ HT đã lên bài đăng trên Facebook khi khẳng định trong quá trình làm việc, ông đã miễn phí tiền khám và siêu âm và tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho nữ YouTuber. Tuy nhiên cuối cùng, nam bác sĩ lại nhận về ồn ào và chịu cảnh làm ơn mắc oán. Vị bác sĩ này còn đăng ảnh giấy tờ lần tiêm kích trứng và hút trứng đầu tiên của Đức Nhân cho tới khoảng thời gian là 36 tiếng chứ không phải là 12 tiếng như nữ YouTuber đã lên tiếng trước đó. Điều này lại càng khiến đa phần ý kiến của cư dân mạng thể hiện sự bức xúc với hành động của nữ YouTuber, cho rằng cô không chú tâm vào việc IVF mà chỉ muốn gây ồn ào, thậm chí còn ảnh hưởng đến công việc và tâm huyết của vị bác sĩ. Đáng nói, bác sĩ HT trước đó đã vô cùng nổi tiếng trên mạng với những clip khám bệnh, tư vấn cho các bà mẹ hiếm muộn. Vị bác sĩ này vô cùng mát tay và đã giúp nhiều gia đình chào đón thiên thần nhỏ. Mới đây, một tài khoản từng được vị bác sĩ này hỗ trợ để có con đã chia sẻ câu chuyện cảm động về tấm lòng của y sĩ này. Người từng được bác sĩ giúp đỡ đã viết, đúng sai thế nào thì chắc bàn quan thiên hạ nhìn vào cũng hiểu và cảm nhận được. Riêng tôi luôn tin vào người lương y mẫu mực, có tâm và có tầm. Và đây là câu chuyện của riêng tôi. Tôi có may mắn khi được bác sĩ hỗ trợ sinh cho một cậu con trai. Trong thời gian làm con, vợ chồng tôi có nói với bác là đã đi nhiều nơi nhưng không được như ý muốn. Và giờ đến với bác, nếu may mắn bác làm được như ý nguyện thì vợ chồng tôi gửi riêng 1 tỷ cho bác xem như là món quà cảm ơn. Bác chỉ cười và không nói gì, và đến khi đậu một cậu con trai thì bác chỉ nói anh thấy vợ chồng em cũng hay làm từ thiện, thôi em giữ tiền đó lại đi giúp người nghèo đi, sau này có những ca nghèo muốn tìm con thì có gì đồng hành với anh giúp họ, anh không nhận tiền này đâu. Sau này có một ca hai vợ chồng khiếm thị nghèo đến xin bác tìm con, bác cũng có nói với vợ chồng tôi cùng nhau hỗ trợ đôi vợ chồng ấy, cuối cùng bác cũng giúp đôi vợ chồng ấy tìm được con như ý nguyện. Đây là một trong những câu chuyện riêng của tôi và tôi được biết. Còn lại thì như thế nào, chắc mọi người cũng sẽ cảm nhận được tấm lòng người lương y. Cảm ơn bác vì đã giúp rất nhiều người không kể nghèo giàu. Có thể nói, không chỉ bà Nhân Vlog mà ồn ào vừa qua cũng ảnh hưởng đến Quỳnh Trần GP không ít. Tuy không trực tiếp dính vào drama, song việc Quỳnh Trần GP từng chia sẻ chuyện hiếm muộn và hành trình tìm con giống người chị em thân thiết vô tình kéo nữ YouTuber vào thị phi này. Theo đó, nếu ai từng xem các video của Đức Nhân sẽ dễ dàng nhận ra rằng phong cách của cô khá giống với Quỳnh Trần GP. Tương tự như các nội dung của Quỳnh Trần GP, kênh YouTube của bà Nhân Vlog cũng là các video xoay quanh chủ đề gia đình, cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng ở Nhật và chia sẻ công thức nấu ăn. Chưa hết về chuyện con cái, Quỳnh Trần GP và bà Nhân Vlog đều trải qua quá trình thụ tinh nhân tạo để tìm con. Nếu như Quỳnh Trần đã thành công và có được bé Sa thì Đức Nhân vẫn đang cố gắng trong hành trình của mình. Trước đó, Quỳnh Trần cũng nhiều lần để bé Sa lên sóng gây nhiều tranh cãi, có ý kiến cho rằng nữ YouTuber mang con ra câu view, kiếm tiền. Ngoài ra, cặp chị em thân thiết này còn mạnh dạn can thiệp thẩm mỹ để trở nên xinh đẹp hơn. Gần đây nhất, chính Đức Nhân là người luôn chăm sóc Quỳnh Trần khi Quỳnh thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.